Cái này bác bỏ sao vậy?
Nào mỏng mỏng đi một tí. Ơ lại một con sáu thôi. Đi con sáu đi, lấy đi. Cảm ơn nha. Ai chị nhé. Cho mẹ cầm cho em nhé. Em bé ơi.
nhớ để trong chuồng đây. Có mua không? Có. Thì bắt rồi nha. Biết bán được lợn ăn kẹo rồi. Đấy con lợn đi, bán con lợn. Bình có lấy tiền không? Đấy lấy tiền thì ăn kẹo nha. Cảm ơn nha. Kẹo đi. Biết cầm, biết cầm.
À, đây đây mẹ đẹp này. Thank you.